Thu hồi thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt. Tối ngày 1 tháng 12 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp cùng nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm chương trình ấm áp mùa đông 2009-2023. Trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích xâm hại cho học sinh Gia Lai ghi nhận một trường hợp tử vong do ăn trứng cóc Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức phiên tòa xét xử vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với một bị cáo bị tuyên án tử hình, một bị cáo trung thân và ba bị cáo mức án từ 18 đến 23 năm tù. Tiêu hủy vũ khí công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang xem bản tin 24 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2023 của báo Gia Lai Điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo tình hình xác minh nội dung thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt của Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê. Qua kiểm tra nội dung thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt của Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê và làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, hiện nay diện tích sản xuất khoai lang vụ mùa năm 2023 trên địa bàn huyện là 674 ha, năng suất đạt khoảng 145 tạ trên 1 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 9 9786 tấn. Qua nắm bắt tình hình thực tế, hiện nay giá thu mua khoai lang trên thị trường dao động từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg, sản lượng khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện đều được các doanh nghiệp lái buôn thu mua hết. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không nhận được báo cáo hay phản ánh nào của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và người dân về việc sản phẩm khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện bị tồn động, không tiêu thụ được và cần đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ. Trước đó, qua phản ánh vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, một thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt do ông Huỳnh Ngọc Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chư Sê ký được lan truyền trong văn bản có nội dung ghi. Thông qua câu lạc bộ phóng viên trẻ làm cầu nối đến các đoàn cơ sở, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, quan tâm giúp đỡ bà con mua nông sản ủng hộ nhân dân Tây Nguyên. Mặt hàng cần bán là khoai lang giống Nhật với giá bán dự kiến tại Hà Nội loại 1, giao động 30-35.000 đồng một kg. Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê đã xác nhận thư mời về việc đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản nêu trên, không có căn cứ theo văn bản hướng dẫn hay chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt chưa đúng thể thức văn bản hành chính theo quy định. Hơn nữa, văn bản của Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê chỉ có giá trị giới thiệu sản phẩm trên địa bàn quản lý của thị trấn, việc quảng bá chung cho khu vực Tây Nguyên như văn bản đó là chưa đúng về quản lý hành chính. Vì vậy, ngày 1 tháng 12, Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Sê cũng đã ký văn bản số 207/UBND-VP thu hồi thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt nói trên. Thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt được ký, đóng dấu một bản chính không có hiệu lực và giá trị. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 1 tháng 12, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng nhóm công tác xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm chương trình Ấm áp mùa đông 2009-2023. 15 năm qua, nhóm công tác xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai đã tổ chức chương trình Ấm áp mùa đông mang nhiều phần quà ý nghĩa đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng. Cụ thể, nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai đã tặng hơn 21.300 xuất quà, xây dựng 12 ngôi nhà nhân ái, hỗ trợ 14 con bò giống cho người dân thanh niên. Với mục tiêu hỗ trợ nâng cao đời sống tạo việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số, nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai đã kết nối với các công ty doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại xã Lá, huyện Pa, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hơn 9.800 người nghèo trên địa bàn các xã với tổng trị giá 627 triệu đồng. Ghi nhận những tình cảm và sự đóng góp của các thành viên nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009-2023. Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng bằng khen 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009-2023. Dịp này, nhóm công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai đã trao tặng 60 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho ban dân vận tỉnh ủy Gia Lai, hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho liên đoàn lao động tỉnh, trao 4 con bò giống trị giá 60 triệu đồng cho hội nông dân tỉnh để tặng bà con khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 12, tại trường tiểu học Hồ Tùng Mậu, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với ban giám hiệu trường tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại và bạo lực trẻ em. Tại chương trình, các em được cán bộ nghiệp vụ Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh chia sẻ kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi an toàn, những nội dung cơ bản của luật trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích hướng dẫn các tình huống giả định, các phương pháp giải cứu và sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước. Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi nhằm nâng cao kiến thức về luật trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích. Thông qua chương trình nhằm tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn thương tích và an ninh học đường trong thiếu nhi, tạo môi trường học tập sinh hoạt an toàn và lành mạnh cho các em, từng bước hạn chế tình trạng bị mắc và tử vong do tai nạn thương tích đuối nước gây ra. Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh cũng đã trao 20 xuất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng. Chiều ngày 1 tháng 12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cốc xảy ra tại làng Pang, xã Gia Bang, huyện Chư Rông khiến một người tử vong và một trường hợp nguy kịch. Qua xác minh thông tin lúc 15 giờ ngày 30 tháng 11, anh Cập Trương sinh năm 2004 cùng anh Rơ Châm Ái sinh năm 2003 và anh Rơ Châm Sơn sinh năm 2006 làm ruộng ở làng Cla Băng, xã Gia Băng, huyện Chư Prông. Sau đó họ đã bắt một con cóc lấy trứng để hấp ăn. Khoảng 30 phút sau khi ăn trứng cóc, anh Cập Trương và anh Rơ Châm Sơn xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn nôn ói, khó thở, vàng da toàn thân. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, anh Cơ Ba Chương và anh Rơ Châm Sơn được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Tuy nhiên, anh Cơ Ba Chương đã tử vong ngoại viện. Anh Rơ Châm Sơn hiện đang được điều trị. Riêng anh Rơ Châm Ái do chỉ nếm một ít trứng cốc nên chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và tự gây nôn không đi viện. Thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh nhờ được cấp cứu hiện anh Rơ Châm Sơn đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sát sao. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Trạm Y tế xã Gia Băng đến tận nhà anh Cơ Ba Trương điều tra xác minh, nhưng các mẫu trứng cóc không còn. Vì vậy, đoàn không tiến hành lấy mẫu thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức phiên tòa xét xử vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, với một bị cáo bị tuyên án tử hình, một bị cáo chung thân và ba bị cáo có mức án từ 18 đến 23 năm tù. Theo cáo trạng vụ án vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021 tại làng Rồi xã Gia Phí huyện Chư Pả, công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tang hai đối tượng gồm Dương Hồng Thái sinh năm 1988, trú tại thôn Tân An xã Gia Sao huyện Gia Rai, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 81C 18981 do Thái là chủ sở hữu, chở đối tượng Nguyễn Thị Mai Linh, sinh năm 1999, trú tại hẻm 21 Ngô Thị Nhậm, thành phố Pleiku, từ Con Tum về Gia Lai. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ gần 1 kg ma túy đá. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái và vợ là Lê Trang Mỹ Dung, sinh năm 1989, trú tại thôn Tân An, xã Gia Sao, huyện Gia Rai, và nhà ở của Nguyễn Huy Toàn, sinh năm 1989, trú tại số 16 Trần Phú, phường Đoàn Kết, thị xã Duyên Pa, và Hà Công Tuấn, sinh năm 2001, trú tại thôn Tân An, xã Gia Sao, huyện Gia Rai. Lực lượng công an tiếp tục thu giữ gần 207 gram ma túy đá, 16 viên đạn và một số tăng vật có liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh tại hẻm 21 Ngô Thị Nhậm, thành phố Pleiku, cơ quan điều tra thu giữ một cân tiểu ly, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một khẩu súng bằng kim loại màu đen. Từ tháng 7 năm 2020 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, Thái, Dung, Toàn đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng khác nhau trên địa bàn các huyện Gia Rai, huyện Đắc Đoa, huyện Chư Bả và thành phố Pleiku. Việc liên hệ thỏa thuận số lượng giá cả, địa điểm giao nhận ma túy được Thái và đồng phạm thực hiện trên ứng dụng Zalo, Facebook. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Công Tâm, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Linh, Dung, Toàn, Tuấn đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Thái liên tục chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa xét xử, Thái khai nhận số ma túy thu giữ tại nhà riêng là mua về để sử dụng, còn gần 1 kg ma túy đá thu giữ khi bắt quả tang là bị người khác hãm hại bỏ lên xe lúc nào không biết. Tuy nhiên, những chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án cùng với số tiền mà các bị can, người liên quan chuyển khoản cho Thái để mua ma túy đã đủ căn cứ để kết tội mua bán trái phép chất ma túy của Thái và các đồng phạm. Án tử cho trùm ma túy Thái là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với kẻ phạm tội không hối cải. Linh biết Thái đã có gia đình nhưng vẫn tin vào tình cảm mù quáng đồng phạm với Thái thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhận bản án chung thân. Xuyên suốt quá trình điều tra, Dung đã tự nguyện giao nộp tăng vật, thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ, nên tòa tuyên phạt mức án 20 năm tù. Tổng phạt tù với Toàn và Tuấn là 41 năm về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 12, Hội đồng tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy 16 súng kiếp, 142 súng hơi nén, 162 súng hơi cồn tự chế, 18 công cụ hỗ trợ, 135 vũ khí thô sơ, 42 linh kiện súng tự chế và 1,5 kg đạn chì. Đây là số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ và dao rửa mã tấu được thu hồi trong thời gian vừa qua thuộc phạm vi quản lý của Công an huyện việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy định pháp luật đúng với chỉ đạo hướng dẫn của giám đốc công an tỉnh về phân loại thanh lý tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sau khi thu hồi có sự tham gia chứng kiến của các đơn vị liên quan như ban chỉ huy quân sự huyện ủy ban nhân dân thị trấn chư prong phòng tài nguyên và môi trường được biết thời gian vừa qua thực hiện đợt cao điểm về tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Lực lượng công an huyện và chính quyền các xã thị trấn đã có nhiều cách làm sáng tạo như đổi gạo lấy vũ khí, hỗ trợ tiền hay tặng cặp sách, đồ dùng học tập cho con em người dân khi tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho công an. Thông tin vừa rồi đã kết lại bản tin ngày hôm nay của Bản tin Lai Điện Tử. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!